thời trang sánh đôi của Khánh Thi, Phan Hiển. Vợ chồng Khánh Thi, Phan Hiển mặc đồng điệu về màu sắc, phong cách khi bên nhau. Đầu năm mới, cả hai sang Pháp để tham gia giải khiêu vũ Lyon Friend. Họ tham quan các địa danh nổi tiếng tại Viên trong trang phục đơn sắc. Nhiều năm nay, Khánh Thi trung thành với những bộ đầm công chúa, nữ tính. Cô nhiều lần dạo phố, dự kiện cùng chồng trong các thiết kế bằng vang xuề bồng. Phan Hiển ưu tiên trang phục có dáng ôm vừa phải, hướng đến sự gọn gàng, tương tất với tông màu trung tính. Trong Tết, hai vợ chồng rủ nhau mặc đồ chung màu. Khánh Thi chọn váy kiểu Barbie doll hướng đến sự trẻ trung, thoải mái. Phan Hiển đơn giản với sơ mi và quần kaki, nhấn bằng đôi sandal Gucci. Khi đi chơi ở Hoàng Thành, Hà Nội, cặp nghệ sĩ cùng diện trang phục họa tiết, tông màu chủ đạo gồm vàng và trắng, kết hợp kính râm theo phong cách hoài cổ. Tại một sự kiện năm 2021, đôi uyên ương đều mặc phong cách thanh lịch với tông màu đen, trắng. Khánh Thi được tôn dáng với đầm của Lưu Ngọc Kim Khanh, Phan Hiển toát lên vẻ bảnh bao với suit và giày loafer. Kiểu mặc tương tự được họ nhiều lần áp dụng khi chụp hình hoặc trong đời sống hàng ngày. Ảnh, Ngô Thanh Sơn. Trang phục tông màu pastel và trung tính giúp cặp sao trẻ trung. Không chỉ mặc đồ đồng điệu, họ còn phối phụ kiện giống nhau. Phong cách đường phố thể hiện sự năng động với sneaker, quần jean, áo khoác dáng ôm. Khánh Thi, 42 tuổi, và Phan Hiển, 31 tuổi, gắn bó trong dance sport và đời sống. Năm 2009, họ giành 2 huy chương vàng giải vô địch dance sport châu Á, giúp Phan Hiển trở thành kiện tướng dance sport khi mới 16 tuổi. Năm 2023, vợ chồng cô nhận huân chương lao động hạng 3. Ngoài thi đấu, họ đồng hành ở nhiều game show, sự kiện, cùng mở một trung tâm đào tạo nghệ thuật ở thành phố Hồ Chí Minh, cả hai bên nhau 14 năm, kết hôn năm 2022, có 3 con, Kubi, 9 tuổi, Anna, 6 tuổi, và bé Lisa, 4 tháng tuổi. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.